Hello, xin hỏi mọi người, hôm nay mình sẽ làm một video để hướng dẫn mọi người cách phân biệt cái môi inox và môi sắt thường nó là giống nhau. Thì trên mạng hay là bán ngoài đời, người ta thường hay cái bán loại môi này này, và cái tên của nó người ta thường rao bán với cái tên là môi inox 304. Môi này thật ra là chất lượng thì nó không sao, và mẫu mã nó cũng rất là đẹp, dùng rất là tốt, dùng múc cay, múc tôm thoải mái, nhưng mà nó rất là dễ méo mó và gãy vì cái môi này rất là mỏng. Và thứ hai là khi mà dùng múc ấy, nó cũng không được nhiều lắm mọi người, về mặt đường kính nó rất là nhỏ nhẹ, được tầm khoảng 0,5 lạng, có nghĩa là 50 gram mọi người. Chiều dài của nó thì khoảng 15 đến 17 cm. Đấy, đấy là ngoại hình của cái môi inox 304 mà người ta thường cao bán. Còn mình sẽ giới thiệu mọi người cái môi chuẩn inox 304 này mọi người. Công ty sản xuất là 2217. Cái này nó quá. Cho mọi người không thấy rồi, cái số nó ẩn ở đây rồi, và nhìn bên ngoài mới trực tiếp thấy được. Thì môi này chiều dài của nó là tầm 18 đến 20 cm tùy mẫu và cái diện tích để môi xúc này rất là rộng lớn, môi rất là đầy đặn, nó không có quá mỏng hay là quá dày, rất là cứng luôn mọi người bẻ thoải mái luôn. Cái sức bẻ bình thường người ta như này vậy, khi đó tương đương với việc mà chúng ta múc cưa múc cây dùng nặng, nó có thể làm gãy môi được, vì cái lực tay của chúng ta bẻ tương đối rồi mà nó vẫn không gãy được thì mọi người yên tâm cái chất lượng của nó. Đây, tôi sẽ đo chiều dài của hai môi cho mọi người. Cái môi trên mạng hay là môi bên ngoài người ta bán này, môi fake ấy, thì nó thường ngắn hơn môi chuẩn và nó mỏng hơn môi chuẩn, nó không có đầy đặn bằng môi chuẩn. Mọi người nhìn kỹ hai cái môi này, mọi người biết nhìn đầy đặn khác nhau hoàn toàn. Là nếu mà mọi người mà có nhu cầu mở các quán ăn đấy, ví dụ là phở hay là cơm ăn bình dân, à muốn mua cái môi để phục vụ ăn uống mà không phải thay đổi mua đổi mới nhiều, thì mọi người nên đầu tư một lần một cái môi này, dùng qua tầm 1 năm 2 năm mới gãy được, nếu mà cái việc chỉ dùng để múc canh múc cơm bình thường thôi. Môi này giá thì nó dao động từ 30 đến 40 nghìn thôi, còn là cái môi này nói thật mọi người, giá nó dao động từ 10 đến 15 nghìn thì giá nó cũng vậy thôi, nó chất lượng nào gọi là tiền nào của đấy. Cái này nó đắt gấp 2 thì tất nhiên là chất lượng của nó sẽ đảm bảo tuyệt đối. Thì cái kênh của mình ấy thường hay review về các dụng cụ phục vụ ăn uống cho mọi người, nếu mà mọi người cảm thấy muốn review cái dụng cụ gì mọi người bình luận ở dưới video, và mọi người đừng quên nếu mà hay video hữu ích ấy, thì mọi người hãy like đăng ký cho mình và chia sẻ ủng hộ mình để mình có thêm động lực ra nhiều video mới hơn trong thời gian sắp tới. Hẹn tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo.